Từ sáng nay, huyện Yên Mỹ kết thúc vùng phong tỏa cách ly phòng chống dịch COVID-19 đối với thôn Bình Phú, xã Yên Phú, dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trước đó, ngày 7 tháng 9, xã Yên Phú ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là anh Nguyễn Đình Hướng, thôn Bình Phú, dù đang trong quá trình phải cách ly y tế tại nhà, nhưng vẫn cố tình đi chợ ở khu vực Gia Lâm, Hà Nội. Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly phong tỏa đối với địa bàn thôn Bình Phú với 1.000 hộ, hơn 3.000 nhân khẩu kể từ ngày 8 tháng 9. Trong những ngày bị phong tỏa, người dân thôn Bình Phú chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm khẩu hiệu 5K, không phát sinh ca bệnh nào trong cộng đồng.